ហើយយើងចូលដល់ចំណុចទី4តែម្ដងគឺតាក់ទងទៅនឹងកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាបាទនិយាយជាបាទនិយាយតាក់ទងនឹងកាមេរ៉ារបស់ Galaxy S8 វិញគឺកាមេរ៉ាខាងក្រោយដែលមានទំហំ 2 មេហ្គាពិកសែលដែលវាអាចថតវីដេអូបានល្អមែនទែនដែលអាចដល់បាតេរីដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមគឺមានទំហំ 3.2 មេហ្គាពិកសែលដែលវាអាចថតវីដេអូបានរហូតដល់ 2K
kita main thot an for kae kita thot ban tham ra ya thuk kae thuk kae kita la ni nyam na ta te nyam ni tu cham na cheng san na ta teng sam chue sam chue na kham mok sam chue ma tot ha nyam thot doy kla CSA cham mae thot khang khai mlong tiet HD. Lalu kau pun ikut nak main full HD. Sam set for him. Pemti, mau play Rinti. Okay. Ada. Kau mau dah hang kira hai. Kau ni, kau ni lagi kau main tinggi hai, sombong siu pun main. Kau lagi main gini nang. Rồi anh em ban tinh chế cho anh chế tinh tục nhằm tới mình không làm lên vào hay gọi về chuối sọc phiền việc này hay lấy có vùng thọ đại lạ gì SE cho đại nè nè ngày này ok lại dùng tinh cho anh vì mốc bảy sòm chế mua chế hay trong vẻ thằng ai con tụi sao đi screen lebat lebih terhambat cuap dengan kamera via lain dengan kamera via minpahau nak minpahau yang kering hub hub ni kamera hamor sesaat deh kering yang selek jang rik komen nak tengok kini dah jang kering tu sab hai oi kibat screen ke kombat screen lebih screen dah bat admin online kamera oi jang ya yo yang dia ya tak bat jang tu camera khá một dưỡng hiện dạng ạp mượn khơi nhỉ hình camera nhầm chẳng ok này là lời nhỏ đó theo với nhau ok nào ok đẹp và nó khăn full HD ok này ok này auto focus chế con ta đọc bế nó nồng lốp chế chạp một mod là camera con ta chế khơi hiện bài chuyện nhỉ plư lấy nè mình mod khá này đòi đại trôi chế bạn đang focus mũi máu ô này khơi nè khơi mọt à này hạ tè camera tè bẹp năng mọi từ tè sạch on nôm chân từ nè hạ tè nè khơi nhá mọt à ok đi camera bị một bỏ là CSX 60 frame ấy 60 frame đấy full HD dùng đó 60 frame em ta bị ai thọt for thọt ba thu thu khề camera khả mẫu nam ta nhưng mà thọt đây là sao vì tàu nhóm thầm ta full HD Full HD đi video tầm mùi chẳng nhưng mà thọt thế phụ ấy tôi ta nhóm đã to thọt là nó có để học hiện khơi ta video tầm Full HD ở đây nè chẳng bị học giỏi gì ok hãy chọn gì thay camera mình filter chào mình tên nè filter emoji và chọn sẽ chọn mình sẽ add đây nè ừ sẽ khá đi một cái nô camera hàng mục thọt đó best friend yes chạy thọt hai tầm mơ nè ây da back mẹ vô tầm mơ hụt phiếp này ok ní video á hụt phiếp đây nhằm thọt trên vì camera khá một bọc lạ gì vậy về miền là cái đã touch eye hai best friend yes lấy những tay camera kháng cao em ở đó nè chú ba mình tên camera kháng cao này nhóm môn bóng ta trong lụi giảm mi chênh là lên trong lụi bên này và cho ba p cháu hô camera hàng cái đó dân ai đã ở dịp bài friend nơi lời emoji nơi lời video mang tiết không sử dụng này anh khinh color bỏ đi bạn cứ tha bỏ mơ đại nhóm tố hiện lương chay bỏ mơ nó hiện lương tùm nồng tù sáp á hay đi bài chướng bài chướng bài chướng hiện lê bò là không bò mấy nè mơ tù sáp á của sẽ đi á hồi về là không bò hiện đoàn đi giống nhưng mơ khéo hiện lương chay tế anh đi mở hiện lương khoảng chẳng tới ok năng chạy toàn camera kháng cái đầu ok nè nào kia nè nào kia nâng ấy nè nào kia video để nhóm anh phơ tệ toàn là Galaxy S7 ní cư hai nhóm anh mang xe script xe xe tế là nực khơi xe nực khơi dễ tèm đọc với hai nhóm anh phơ tệ chạy xe
dạ về mà nghe đại nhóm tên vi mà bạn phá phe nắng à dạ vi miền đồng lại tôn một rồi hà sập đà la đi cầm năng tiền tuổi thế à dạ thì mỗi tiết cứ vi nơi tài lõ dạ lõm tiền hai nhóm đi cầm bắt một tiết này nghe đại bắt screen tụ sáp cô tài cầm bắt là biết screen này bật drop camera chứ bật ở đây camera chứ nhé biết thằng bật tới việc bang tới vừa rồi phải dừng thọt video á thọt video thọt hụt phiệp cả mọi dáng tới việc ở thế bay chỉ vì đôi chỉ miên ấy lên với bang vì một á chẳng thực chất từ trên screen á đại anh miên bảo hòng camera lại nè vừa dừng thọt tới việc em nè chẳng á ở khơi nè Samsung camera vì một nơi ta zin nơi ta em nơi ở ta ở cha chẳng ta video mình đi cứ có trong hai nè khi nào chọn tìm được sản một tức tha viên nơi thể lo phá sầm nặng nên ở khi tập vận động đề ở cốt nếu khi nào cho tôi xả video này dưới là chụp khi nào video gọi điện bởi peace.